Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 để giữ ghế, điều lệ đảng dễ dàng bị vứt bỏ. Quy tắc đảng dễ phá vỡ, khi nào thì thuận tiện. Trả lời phỏng vấn của đài BBC tiếng Việt về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ở lại nắm quyền, ông David Bond, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng đó không phải là lựa chọn đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông David Brown phục vụ tại phòng chính trị của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 1965, thời điểm chiến tranh Việt Nam bắt đầu leo thang và rời Việt Nam vào cuối năm 1969. Ông lập luận như sau: nếu có một cá nhân mà Tổng Bí thư có thể tin tưởng giao trọng trách và có khả năng đắc cử, tôi tin ông Trọng đã nghỉ hưu. Nói cho cùng, sức khỏe của ông không được tốt lắm và bà Trọng, có nghĩa là tôi nghe nói, đã thúc giục chồng về hưu. Nhưng những người ông Trọng chọn làm người kế vị đã không đáp ứng được, ông Brown nói thêm. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam gần đây xuất hiện với hình ảnh đi không vững, khiến nhiều người phải đỡ. Sau đợt đột quỵ tại Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019, ít có đoạn video nào cho thấy ông Trọng có thể tự đi một mình trên 20 mét, thậm chí khi ngồi còn có dây buộc vào ghế. Trong bài viết của mình trên tờ ASEAN Sent vào hôm 27 tháng 1, ông David Brown nói rõ hơn về những chuyển biến đã đưa ông Nguyễn Phú Trọng đến việc tiếp tục nắm quyền. Ông nói, trong lúc Đại hội Đảng 13 đang diễn ra, ông Trọng tìm cách vô hiệu hóa những người kế nhiệm. Ông Brown mở đầu bài viết như vậy. Tất cả những gì chỉ dấu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng tin chắc rằng những gì tốt cho Đảng Cộng sản là tốt cho Việt Nam. Điều đó giải thích vì tại sao thay vì sắp nghỉ hưu một cách phong nhã, người đàn ông giờ 77 tuổi loạng choạng nhưng vẫn mưu trước, tìm mọi kế để tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là Tổng Bí thư của Đảng. Tác giả David Brown cũng nhận định rằng ông Nguyễn Phú Trọng thật ra đã chọn một vài người kế nhiệm, nhưng trong cả hai trường hợp, dự tính của ông đã không thành. Người mà ông Nguyễn Phú Trọng thích nhất là ông Đinh Thế Huynh, một chuyên gia tuyên truyền, người đã sát cánh cùng ông trong phần lớn sự nghiệp. Tuy nhiên, ông Đinh Thế Huynh đã được Bộ Chính trị cho phép vắng mặt từ đầu năm 2018 để tiếp tục phục hồi sức khỏe sau một kênh bệnh kéo dài. Người kế tiếp là ông Trần Quốc Vượng, phó của ông Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng, nỗ lực làm trong sạch đảng và đất nước. Ông Vượng dường như đã tạo nhiều thù hơn là bạn trong vai trò đó. Được biết, khi ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tổ chức một cuộc họp bỏ phiếu sơ bộ vào tháng 10, tỷ lệ tín nhiệm của ông Vượng thấp một cách kinh ngạc. Mặt khác, vẫn theo ông David Blount, ông Nguyễn Xuân Phúc, người mong sẽ được thay thế ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức vụ cao nhất của Đảng và là người được cho là có sự ủng hộ rộng rãi từ phe chính phủ trong Đảng, đặc biệt là giới chức từ các tỉnh miền Trung và miền Nam, nhất là giới kinh doanh đánh giá cao sự chỉ đạo có tầm nhìn xa và kiên định của ông. Nhưng tiếc thay, ông Nguyễn Phú Trọng lại băn khoăn là ông Phúc có thể sẽ có khuynh hướng tự chuyển hóa và vì thế không tin tưởng đủ rằng ông Phúc sẽ là người tiếp tục chương trình nghị sự của mình. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại lễ chủ bị của Đại hội Đảng lần thứ 13. Ông David Brown giải thích như sau qua điện thư. Ông Trọng tin rằng nếu nền tảng tư tưởng của Đảng bị để lại cho yếu đi và kỷ luật lỏng lẻo thì Đảng sẽ mất đi tính chính danh trong mắt người dân. Tôi nhớ rất nhiều câu chuyện trên báo chí Việt Nam kể về quan tâm này vào năm 2010. Trong mắt ông Trọng, Thủ tướng Dũng là một người tự chuyển hóa kinh khủng. Rõ ràng, ông Trọng cũng nghi ngờ sự vững vàng về tư tưởng của ông Phúc, mặc dù nhiều người khen ngợi khả năng làm thủ tướng của ông ấy. Theo ông, sao lại đánh giá là không ai hát tốt cho Đảng ngoài ông Trọng được? Và tại sao những người trong Đảng tin rằng những gì tốt cho Đảng là tốt cho đất nước? Câu hỏi được đặt ra với nhà bình luận này. Ông David Brown đáp, tôi phải đính chính điều này. Một tập hợp của Đảng, tức là ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông ta, là những người nghĩ rằng việc ông còn nắm quyền là tốt nhất cho Đảng và do đó tốt cho Việt Nam. Có lẽ tôi đã không biết rõ vì điều đó, rõ ràng là rất nhiều đảng viên cao cấp của Đảng, nhóm có thể được gọi là phe chính phủ và thực tế có thể đông hơn phe Đảng, muốn thấy Thủ tướng Phúc trở thành Tổng Bí thư. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính được dự báo sẽ là Thủ tướng Chính phủ thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc. Những nguồn tin của ông ở Việt Nam phản ứng thế nào với tin đã được dò dỉ về tứ trụ sắp tới, đặc biệt là khi Đảng phá vỡ một số quy tắc do chính mình đặt ra để cho ông Trọng và cả ông Phúc tiếp tục nắm quyền? Câu hỏi được đặt ra. Ông David Brown nói rằng, đại dịch đã tạo ra nhiều bất tiện. Tôi đã dự định ở Việt Nam vài tuần vào mùa đông này, nhưng năm nay là điều không thể đến được.
Tôi thường xuyên trao đổi qua email với những người bạn cũ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cũng chú ý đến các bài đăng của những người hướng dẫn quan điểm chính ở Việt Nam cũng như bài viết của các tờ nhật báo. Tuy nhiên, nhận định của tôi đưa ra là của riêng tôi. Hầu hết những người viết về chính trị đảng, đặc biệt là cho các ấn phẩm nước ngoài, nhấn mạnh các quy tắc được cho là chi phối việc lựa chọn các nhà lãnh đạo cấp cao nhất. Tuy nhiên, kết luận của tôi qua theo dõi các sự kiện diễn ra tại Đại hội 12 cũng như Đại hội 13 lần này là các quy tắc đó có thể dễ dàng bị phá vỡ bất cứ khi nào thuận tiện. Trong cả hai trường hợp, chính sự kiểm soát của ông Tổng Bí thư Trọng đối với quá trình xây dựng luật lệ đã cho phép ông ta đảm bảo được kết quả mà ông mong muốn. Ông có thể bình luận về mức độ quan tâm của dư luận Việt Nam đối với kết quả của Đại hội Đảng so với kết quả bầu cử của Hoa Kỳ như lần bầu cử vừa rồi chẳng hạn hay không, câu hỏi được đặt ra. Ông David Brown nói rằng rất khó có thể so sánh sự quan tâm của quần chúng Việt Nam với hai sự kiện. Chúng khác nhau như táo và cam, nói theo cách nói của người Mỹ. Tuy nhiên, giữa cuộc bầu cử Hoa Kỳ và quá trình lựa chọn của Đảng ở Việt Nam có một điểm chung là quần chúng Việt Nam hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả của cả hai cuộc bầu cử. Ông cũng so sánh bốn người ở trong tứ trụ sắp tới với tứ trụ hiện giờ của Việt Nam như thế nào, nhất là về việc không có ai đến từ miền Nam và không có phụ nữ, câu hỏi được đặt ra. Ông David Brown nói, đối với phụ nữ và những người miền Nam trong tứ trụ, tôi đoán rằng không ai được đánh giá là đầy đủ tin cậy để nắm giữ các công việc chủ chốt như Tổng Bí thư và Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ được dự báo sẽ làm Chủ tịch Quốc hội. Bằng cách lần lượt đưa ông Vương Đình Huệ ra làm Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước, phe cánh của Đảng có thể lập luận rằng tứ trụ cân bằng, mặc dù tất nhiên là không cân bằng vì quyền lực thực sự nằm ở phía vị trí Tổng Bí thư và Thủ tướng. Và hỏi tiếp, ông nghĩ Việt Nam trong 5 năm tới sẽ ra sao với việc ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ chức vụ Tổng Bí thư? Ông David Brown nói rằng, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thay đổi để đáp ứng các yêu cầu của một quốc gia với nghĩa vụ toàn cầu và cấu trúc kinh tế xã hội ngày càng phức tạp, thì Đảng ngày càng có thể được coi là lực cản đối với tăng trưởng. Đảng đã phải đối mặt với một thách thức tương tự vào năm 1986 và tôi có dám nói những lời này hay không? Nó đã tự chuyển hóa, ông David Brown đã nêu quan điểm như vậy. Và ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất đã giành được suất trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi, tái cử vào hồi khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2020. Trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, có nhiều ý kiến chỉ trích việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tham gia chính trường dù đã quá tuổi, sức khỏe yếu kém và không đủ tiêu chuẩn tái cử theo chính luật của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định. Một số độc giả bình luận trên fanpage của Đài Á Châu Tự Do như sau. Vừa đá bóng, vừa thổi còi thì chịu rồi. Dân Việt thấp cổ bé họng, chưa kịp nêu ý kiến chính đáng đã bị bế đi rồi. Thử hỏi một đất nước mà tiếng nói của người dân không có tác dụng gì thì lấy đâu ra tự do, công bằng, dân chủ và văn minh. Những từ ấy chắc chắn chỉ có trên TV mà thôi, độc giả Triệu Tú Long chia sẻ. Bác Trọng không tham quyền được đâu, bác cũng muốn nghỉ hưu lắm, nhưng vì người dân tin tưởng nên bác phải cố gắng làm vì dân thôi, từ độc giả Tâm cũng chia sẻ. Hoặc nói một đằng là một nẻo, lời nói không đi đôi với việc làm thì đất nước cũng vậy mà nghiêng ngả theo, độc giả Huỳnh Văn Thành đã nói. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào hồi ngày 23 tháng 10 năm 2018. Chỉ thị số 51 TV của ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào hồi tháng 1 năm 2016 có quy định không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bỏ thủ. Tuy nhiên, ngoài việc đã làm Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ kế tiếp, ông Nguyễn Phú Trọng còn kiêm luôn chức Chủ tịch nước khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời. Ngoài ra, ông còn giữ một số chức vụ khác bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, rồi là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội đã nói với đài FA rằng trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, người dân rất dễ đào lại các phát ngôn của lãnh đạo, từ đó đối chiếu với các điều họ đã làm như sau. Thực ra mà nói thì Đảng Cộng sản người ta có quyền lực trong tay, thì những điều lệ hay nguyên tắc quy tắc có thể thay đổi. Có điều trong thời buổi thông tin hiện nay thì người ta sẽ không che giấu được những lời hôm trước nói thế này, ngày mai làm thế khác. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu thì bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân bằng các quy định giới hạn nhiệm kỳ, nhằm mục đích hạn chế tham nhũng quyền lực.
một người nắm quyền 10 năm là quá đủ. Ông nói, hai nhiệm kỳ 10 năm là quá đủ thời gian để thi thố tài năng, vất kiệt sức sáng tạo và sinh lực để cống hiến. Sau 2 năm nhiệm kỳ chỉ còn lại lối mòn và trì trệ. Đất nước 100 triệu dân trùng điệp những người tài mà không cần ngoại lệ. Ngay trong toàn đảng với hơn 5 triệu 100 ngàn đảng viên cũng có nhiều người tài mà không cần đến ngoại lệ. Ngay chính những trường hợp ngoại lệ cũng có thể không cần đến ngoại lệ, miễn là tranh cử tự do. Không ai là ngoại lệ, bậc cái thế thì càng không cần ngoại lệ. Quy luật của vũ trụ cũng không có ngoại lệ. Điều mong đợi là sự sáng suốt và sự dũng cảm của các đại biểu đại hội lần thứ 13. Cờ đến tay ai thì người đó phật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13 để giữ ghế, điều lệ đảng dễ dàng bị vứt bỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.